Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bơ Art. Và hôm nay Bơ Art sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ hình nhân vật Taeko Okajima ở trong phim hoạt hình chỉ còn lại ngày hôm qua nha. Đầu tiên các bạn hãy cùng chuẩn bị cho mình những tờ giấy A4 như này. Các bạn có thể chuẩn bị rất là nhiều tờ giấy A4 để có thể vẽ, đề phòng trường hợp các bạn sai. Đây là cái bút chì, đây là chiếc bút tẩy, đây là cái gói bút chì. Tiếp theo đó là một cái bút để địa đánh nét. Và không thể thiếu được đó chính là những cây bút màu, để màu marker đó. Các bạn đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Nếu mà đủ rồi thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào.
Ok, vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách vẽ hình nhân vật rồi. Và video của mình thì đây là kết thúc. Mình cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình, cũng như là hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nha. Bye bye!